Đây là khu vực rừng ma, bản Trạm Cẳng, xã Trường Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nơi người dân địa phương đã phát hiện ra thi thể người đàn ông xấu số với nhiều vết thương ở vùng ngực và vùng bụng. Nhận được tin báo từ người dân, lập tức công an huyện Mai Sơn nhanh chóng tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2011, thì công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của công an xã Trường Sung báo về tại cái bãi lương của ông Lê Trọng Bân thuộc cái bãi bản bãi 8 của xã Trường Sung, là có một cái xác chết là nam giới. Sau khi nhận được tin báo thì công an huyện Mai Sơn đã thành lập tổ công tác tiến hành vào hiện trường để xác minh ban đầu. Thì sau khi nhận định qua cái nhận định ban đầu thì xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản, xác định là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thì công an huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như công an huyện và công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời là báo cáo ban giám đốc công an tỉnh Sơn La. Rất nhanh chóng, cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự triển khai ngay xuống hiện trường. Tại hiện trường, tử thi được phát hiện ở nương ngô thuộc bản Trạm Cẳng, xã Trường Sung, huyện Mai Sơn. Tử thi nằm ngửa đầu quay về hướng đông, chân quay về hướng tây, mặt ngoảnh sang trái. Hai bàn tay nắm dính nhiều máu. Cách tay trái tử thi 3,1m về phía nam, phát hiện một đôi dép nhựa màu đen hiệu Xuân Tùng đã cũ. Nơi tử thi nằm có đám máu dạng thấm không rõ hình, dài 1m, rộng 70cm. Thấm xuống đất sâu 30cm. Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cán bộ khám nghiệm đã thu được một con dao sắc nhọn, rộng bản 3,5cm, dài 38cm. Trên dao có nhiều vết máu khô. Tử thi mặc bộ quần áo thể thao màu đen, dính nhiều máu với nhiều vết rách. Vùng ngực, bụng và sườn của nạn nhân có nhiều vết thương sắc nhọn. Công an tỉnh Sơn La kết hợp với Trung tâm Pháp y của tỉnh tiến hành giải phẫu tử thi, phát hiện trong khoang ngực trái có nhiều máu đông, khung sau sườn trái bị đứt, phổi và gan có nhiều vết thủng sâu, hồi trang bị đứt thủng nhiều đoạn. Các cán bộ khám nghiệm cũng thu giữ dấu vết máu, đôi dép và con dao nghi là của hung thủ bỏ lại hiện trường, gửi về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để phân tích. Tôi đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, và qua cái công tác khám nghiệm rất là tỉ mỉ, cẩn trọng và toàn diện, thì chúng tôi đã và phân tích các dấu vết để lại, thì chúng tôi đã có cơ sở xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản với một thủ đoạn hết sức tàn độc, dã man. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La, nạn nhân tử vong do một vật sắc nhọn gây đa vết thương vùng phổi và bụng. Nạn nhân được xác định là ông Giàng A Po, sinh năm 1960, trú tại bản Bãi Tám, xã Trường Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chiếc xe máy cũng như tiền và tư trang đều bị mất. Một cuộc họp án diễn ra giữa các đơn vị nghiệp vụ, có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La. Từ những đánh giá của công tác kỹ thuật hình sự, tính chất vụ án được xác định nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của. Đối tượng gây án đã hành động dã man và quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng. Trong cuộc họp án, nhiều nhận định về động cơ, hành vi cũng như tình huống gây án mà các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đưa ra thể hiện sự tinh thông, sáng tạo về nghiệp vụ và kinh nghiệm phá án. 5 tổ công tác được phân công cụ thể để tiến hành khám phá vụ án này. Một tổ công tác được phân công rà soát khu vực hiện trường, những người dân đi làm nương qua đó,
những gia đình gần khu vực rừng ma đều được cán bộ điều tra gặp gỡ và lấy lời khai. Tuy nhiên, hiện trường vụ án là khu vực khá vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Thời điểm xảy ra vụ án trời tối nên việc tìm nhân chứng là hết sức khó khăn. Các đối tượng có tiền án tiền sự quanh các xã gần khu vực hiện trường cũng được triệu tập sàng lọc và lấy lời khai. Việc rà soát quan hệ của nạn nhân và khoanh vùng mâu thuẫn những quan hệ đó đều chưa có kết quả gì. Vụ án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, đồng nghĩa với việc bất kể ngày đêm, các cán bộ chiến sĩ được tung đi các hướng lần tìm manh mối của hung thủ. Ông lãnh đạo đơn vị tôi trực tiếp thụ lý điều tra vụ án. Trên cái cơ sở điều tra xác minh thì lật lại theo cái lộ trình diễn biến đường đi của đối tượng cũng không ít khó khăn, bởi vì quãng đường dài mà dân cư thưa thớt, mà thời điểm xảy ra là đêm tối. Những cái người công dân mà có tham gia quãng đường đó, tham gia giao thông quãng đường đó vào cái thời điểm đó, anh em cũng phải rà soát rất là kỹ dọc hai bên đường đó. Thì bà con nhân dân ở đó thì cũng chỉ được cung cấp được là chỉ biết ông này có chở một người có đặc điểm hình dáng như thế ở từ cái quán nó đi, nhưng mà không biết có phải là chính đối tượng hay không. Trở lại nhà của nạn nhân, quang cảnh tiêu điều và sự lạnh lẽo khiến cho những người làm công tác điều tra hết sức đau lòng. Qua gia đình, những điều tra viên hy vọng dựng lại được hành trình của nạn nhân. Tuy nhiên, hôm đó ông già Apo đi chơi mà không có dấu hiệu gì bất thường. Ông đi một mình mà cũng không nói rõ là đi đâu. Gia đình nạn nhân cho rằng có thể ông đi thăm bạn bè, cũng có thể là ông đi ăn uống gì đó. Gia đình cũng khẳng định ông Po không có mối quan hệ đặc biệt, cũng không có mâu thuẫn với ai. Xưa nay ông Po chưa bao giờ xích mích với ai trong bản. Ông ấy là người rất gương mẫu, luôn động viên anh em trong bản chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Anh Po là một người tốt, có thể là những người mà gương mẫu đi đầu tất cả trong mọi công việc và tất cả những cái công việc trong xã hội và cả trong cơ sở. Những người ông Po hay tiếp xúc cũng được điều tra viên gặp gỡ. Đồng thời, những hàng quán mà ông Po hay ăn uống cũng rà soát. Do sự việc diễn ra trong khi trời tối nên tất cả đều không rõ ràng. Một vật chứng rất quan trọng là chiếc xe máy đã biến mất của nạn nhân lúc này trở thành hướng truy tìm chính. Đã rất lâu, thị trấn Yên Tĩnh này mới xảy ra một vụ án nghiêm trọng và phức tạp như thế. Những người làm án nhiều lúc thấy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng với tinh thần và quyết tâm cao để trả lại sự nghiêm minh của luật pháp, các điều tra viên vẫn cần mẫn rà soát từ những dấu vết nhỏ nhất. Sau một ngày công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình được tiến hành khẩn trương, nhưng chiếc xe máy, vật chứng quan trọng của vụ án vẫn chưa được tìm thấy. Các mối quan hệ của nạn nhân cũng không có gì đáng ngờ. Thời gian nặng nề trôi qua, sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt của những người làm án. Các điều tra viên nhận định chiếc xe máy bị mất kèm theo giấy tờ, do đó có thể đối tượng sẽ không gửi cầm đồ vì bán cho người tiêu dùng sẽ được giá cao hơn. Các điều tra viên và trinh sát viên phối hợp với công an các huyện lân cận để tìm kiếm, phát hiện thông tin từ chiếc xe máy lạ do người địa phương sử dụng. Đồng thời, hàng loạt chiếc xe máy do chủ nhân mới mua đều được các trinh sát kiểm tra nhưng vẫn không có kết quả. Thời điểm này, dấu vết máu tại hiện trường, máu trên con dao đã được Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khẳng định đều là của nạn nhân Giàng A Po. Như vậy không có dấu hiệu nào của sự vật lộn, cũng không có dấu vết máu khác của hung thủ. Việc truy tìm chiếc xe của nạn nhân vẫn là hướng chính cần tập trung lực lượng. Các trinh sát tiếp tục rà soát tại các hiệu cầm đồ và mua bán xe máy cũ trong và ngoài thành phố Sơn La.
Tại quán sửa chữa xe máy của anh Phạm Huy Cường ở tổ 8, phường Tô Hiểu, thành phố Sơn La, tổ công tác đã thu được những thông tin ban đầu liên quan đến chiếc xe máy trên. Anh Cường cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2011, có một thanh niên khoảng 20 tuổi, cao 1m65, nước da ngăm đen, tóc để bình thường, mặc bộ quần áo màu xanh, đi dép cao su đến quán gạ bán chiếc xe máy SYM màu đỏ, bạc, biển kiểm soát 26B1-10952 với giá 11 triệu đồng, có giấy đăng ký và bảo hiểm mang tên Giảng Apo. Hai bên đã thỏa thuận giá cả, thì người thanh niên đó nói là để xe ở đây, để về hỏi vợ xem có đồng ý bán không. Đến khoảng 10 giờ thì người thanh niên đó quay lại cùng với một người con gái khoảng 20 tuổi, tóc cắt ngắn, nhuộm màu vàng, tự xưng là vợ, và họ đã bán chiếc xe máy đó với giá 8 triệu đồng. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận nhiệm vụ xác minh các đối tượng nam thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 22 với những điểm như anh Cường mô tả. Từ nguồn tin do anh Cường cung cấp, ban chuyên án kiểm tra giấy tờ xe và xác định xe máy đó chính là chiếc xe máy của nạn nhân bị cướp đi. Tuy nhiên, ngay sau khi mua, anh Cường đã bán lại chiếc xe đó cho ông Nguyễn Thanh Sơn ở tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La với giá 8,5 triệu đồng. Tại nhà anh Sơn, các điều tra viên đã thu giữ được chiếc xe máy là tang vật của vụ án. Khó khăn cho mình là cái việc mà sau khi đã thu được cái xe là cái xe đúng là cái xe của ông Giàng A Bo là cái vật chứng của vụ án rồi. Thế cả giấy tờ và thẻ đảng của ông Bo là chúng ta thu được hết. Thế nhưng cái việc mà ai bán thì lại là cả một vấn đề. Bởi vì sau khi xác định rằng cái người ta mua cái xe đó thì lại mua của một cái đối tượng này không biết tên, rất lạ mặt, và đồng thời đi cùng với một cô bé, tức là xác định rằng cái người mua xe đấy người ta nhận định rằng đấy là người yêu. Thế cho nên là cái người phụ nữ đó thì được dựng lại toàn bộ cái người phụ nữ đó là ai và tiếng giọng nói ở đâu. Thế thì tôi có xác định rằng có cái người phụ nữ đó là người ở địa phương trên này, nói tiếng phổ thông là vẫn đang ngọng, và chúng tôi xác định rằng cái tiếng nói đó khả năng là ở khu vực Mường La. Sau khi đó thì ban chuyên án chúng tôi được nhận định đánh giá là cái đối tượng này khả năng là không phải đối tượng của địa bàn Mai Sơn và thành phố. Thế thì được mở rộng cái đối tượng lưu động ở các huyện và các tỉnh, lưu động đến ở cái khu vực này trong cái thời gian mà xảy ra vụ án. Cùng cái lúc đó thì được dựng lại cái mối quan hệ của ông Bo, và ngay của cái buổi chiều, buổi tối cái ngày hôm 27 mà khi ông Bo ở trên thành phố Sơn La về đến ngã ba của nông trường Mai Sơn ấy, thì ông Bo coi như vậy là dừng xe ở đó và ăn bát phở ở đó. Thì có một đối tượng người ta lại cũng dựng lại cái đối tượng giống như là cái đối tượng mà người mua xe người ta dựng. Thế thì từ những cái việc đó thì chúng tôi đi có một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải xác minh cái đối tượng này. Đối tượng này là cái đối tượng cơ bản. Kết hợp nhiều nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án cũng như nơi hắn đang ẩn náu. Một kế hoạch vây bắt ở quy mô lớn được ban chuyên án vạch ra chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm không để đối tượng kịp trở tay. Sau chưa đầy 72 tiếng đồng hồ, với cường độ làm việc hết sức căng thẳng, những cuộc đấu trí cam go với các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Sơn La đã buộc kẻ thủ ác phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lò Văn Phóng sinh năm 1992, hay còn có tên gọi khác là Hoàng Yên Ním, trú tại bản Mon, xã Triềng Khoang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thời gian tháng 11 năm 2011, Phóng đang thuê trọ với Tòng Thị Phượng sinh năm 1991. Do có định cướp tài sản để kiếm tiền chi tiêu cá nhân, khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 11, Phóng bắt xe từ thành phố Sơn La xuống bến xe Hát Lót, sau đó rẽ vào chợ mua một con dao dài 38 cm.
Tiếp đó Lò Văn Phóng vào một quán phở gần đó gọi một bát phở, một chai rượu trắng. Trong lúc Lò Văn Phóng đang ăn uống thì ông Giàng A Po đi vào ăn phở. Đối tượng Phóng ăn uống xong ra bàn uống nước. Nạn nhân Po cũng vừa ăn xong và cùng ra ngồi uống nước với ông Phóng. Ông Po hỏi cháu là con nhà ai. Phóng nói cháu là con bố Hạnh ở bản Trạm Cẳng. Đi chơi bị bạn gái lừa lấy mất xe máy, giờ không dám về nhà vì sợ bố mắng. Ông Po nói tí chú đưa cháu về nói hộ cho, không sợ đâu. Phóng nói cháu sẽ cho chú 50.000 đồng tiền xăng. A Po nói cứ về nhà đã. Hai người ra xe máy của Giàng A Po và cả hai đi về phía xã Triềng Sung. Ngồi sau xe máy, Phóng nói nhà bố mẹ cháu ở Lán Nương gần khu rừng ma. Giàng A Po sẽ theo hướng đó. Khi đi đến khu vực rừng ma thuộc bản Trạm Cẳng, xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn, Phóng bảo Giàng A Po dừng lại cho cháu đi vệ sinh. Vừa dừng xe, Lò Văn Phóng ở phía sau đã rút dao đâm vào sườn của ông Giàng A Po, sau đó dùng tay gạt nạn nhân ngã xuống đất và tiếp tục đâm vào ngực, bụng Giàng A Po cho đến khi nạn nhân tử vong. Lò Văn Phóng lấy tiền trong túi áo nạn nhân và lên xe phóng đi. Đi được một đoạn khoảng hơn 5 mét, Lò Văn Phóng ném con dao gây án về phía rừng ma. Tại bản, kết luận giám định pháp y số 3106 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận, dấu vết máu người trên áo thể thao của bị can Lò Văn Phóng và trên con dao thu tại hiện trường là của nạn nhân giả Giàng A Po. Khi bị bắt, kẻ thủ ác mới 19 tuổi. Với bản chất là một người lười lao động, sống lang thang và không mục đích, thì dù đã thi hành phạt tù 2 lần, nhưng Lò Văn Phóng vẫn ngựa quen đường cũ, không chịu ăn năn hối cải và tiếp tục với tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án khép lại, trí lực và tâm lực của những người làm án được ghi nhận. Tuy nhiên, những người làm điều tra vẫn không khỏi day dứt về hành vi lừa đảo, gây án hết sức liều lĩnh và quyết tâm phạm tội của bị cáo trẻ tuổi này. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ xâm hại đến quyền sở hữu nhân thân và quyền sở hữu tài sản của người khác. Sau khi Lò Văn Phóng bị bắt, các điều tra viên tiếp tục mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La phát hiện, ngoài hành vi giết người và cướp tài sản nêu trên, bị can Lò Văn Phóng còn thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đã phát hiện thêm ra được là đối tượng đã lừa đảo thêm 3 cái xe máy nữa và một vụ trộm cắp tài sản. Trong đó có cả cái vụ không những ở trong tỉnh mà còn lừa đảo ở mãi tận tỉnh huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Còn khi em hỏi cung đối tượng để xác định các cái căn cứ pháp lý về các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thì đối tượng này thì nói chung là nếu khi nào cái tâm lý ổn định thì đối tượng cũng sẽ khai báo một cách rất là trung thực. Còn mà đã trái ý của đối tượng ấy thì đối tượng khai báo là thiếu trung thực, rất là vòng vo, cũng gây rất là nhiều khó khăn cho công tác để tìm chứng cứ buộc tội đối tượng. Nhưng mà với quá trình xét hỏi, áp dụng các biện pháp hỏi cung thì đối tượng cũng đã khai báo đầy đủ các hành vi phạm tội. Tại bản kết luận điều tra số 12 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, ngày 19 tháng 1 năm 2012, Lò Văn Phóng sinh năm 1992, can tội giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản được quy định tại các điều 93, 133, 138 và 139 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án kết thúc, người dân yên tâm hơn và thêm tin lực lượng công an tận tụy với công việc, trả lại sự nghiêm minh của pháp luật và công bằng cho người bị hại. Đề nghị các gia đình cũng như là các cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà trường, chúng ta tăng cường các quản lý số học sinh cũng như là con em và các cái tổ chức xã hội, tăng cường cái công tác giáo dục
pháp luật cũng như là giáo dục cái đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên trong các cái tổ bản dân cư, mà nhất là ở vùng sâu vùng xa. Người bị hại cái trước hết là phải tự biết bảo vệ mình ở cái chỗ, tức là không nên tin với lại những cái đối tượng mà nó lang thang, những đối tượng ở ngoài đường nó nói rồi ấy các thứ, rồi từ những vấn đề đó là quàng vào những cái việc đó, xong bắt đầu nó đưa vào những cái cạm bẫy của cái ổ nhóm của các cái đối tượng này trộm cắp, lừa đảo cũng như là giết cướp. Đối tượng Lò Văn Phóng thú nhận rằng những ngày bị giam giữ tại trại giam công an tỉnh Sơn La, trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh nạn nhân đã chết oan uổng dưới tay hắn luôn hiện về đầy ám ảnh. Đó chính là lý do buộc hắn tự nguyện khai nhận thêm những hành vi dùng vũ lực hiếp dâm, cướp tài sản và giết chết một nạn nhân nữ vào năm 2008 tại Bình Dương. Phóng thì trong tuổi đối mình Phóng thì nghĩ không thể tha thứ, mà người khác cũng không thể tha thứ, mà bản thân Phóng cũng tự nghĩ là chắc là không thể tha thứ. Nên Phóng cũng tự viết đơn để đến văn phòng chủ tịch nước để mong sao để xin thi hành án sớm. Thì cả ngày nào cũng tốt, nhất thiết là ngày mai hoặc trong ngày hôm nay thi hành án thì Phóng không bao giờ oán trách. Dù có dựa cột đến 10 lần đi nữa, Phóng không oán trách về tội đối. Nhân Phóng chỉ mong sao những mọi người ở ngoài đang có suy nghĩ như Phóng thì nên từ bỏ những ý định sống mà làm người lương thiện. Lò Văn Phóng cũng khai nhận tất cả toàn bộ những cái hành vi đó. Thế thì chúng tôi đã lối với lại công an tỉnh Bình Dương, DC45 tỉnh Bình Dương, và có công văn vào đó và đề nghị yêu cầu xem là vào trong cái thời điểm đó có cái vụ án nào xảy ra như thế không. Thế thì công an tỉnh Bình Dương cũng DC45 tỉnh Bình Dương cũng đang điều tra một cái vụ án như vậy, và đến nay vẫn đang tắc, chưa tìm ra đối tượng. Thế thì đến nay thì công an tỉnh Bình Dương đã ra đây và phối hợp với công an Sơn La, với BC45 công an Sơn La, chúng tôi đã điều tra và đồng thời tức là làm rõ đối với lại Lò Văn Phóng về cái vụ ở Bình Dương. Và hiện nay công an Bình Dương đã khởi tố bị can đối với Lò Văn Phóng về tội giết người. Hành vi của đối tượng Lò Văn Phóng đã tước đoạt tính mạng, quyền được sống của một con người và xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân được luật pháp bảo vệ. Sự việc đau lòng xảy ra gây hoang mang, lo lắng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Xét tính chất và hành vi phạm tội của bị can là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để săn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Với tội danh cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Ngọc Diệu đã phải trả giá bằng bản án 9 năm tù. Tuy nhiên, hắn còn che giấu một bí mật kinh hoàng. Nhưng sự ám ảnh đã khiến hắn phải nói ra sự thật sau hơn một năm cải tạo trong trại giam. Trại giam là nơi con người phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, và đồng thời cũng là nơi để những kẻ lầm lỡ tìm lại chính mình trong khi cải tạo. Ở đây họ được giáo dục lại để sống một cách tử tế, làm người tử tế khi trở lại cộng đồng. Bao giờ cứ ám ảnh tao suốt. Không, đi cho tao ngủ. Không, không. Tao có thằng riêng người. Tao có thằng riêng người. Tao có tôi. Tôi muốn tự thú. Tôi muốn tự thú. Tôi muốn tự thú. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Cảm ơn ơi.
Tôi là kẻ giết người, tôi muốn tự thú. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người, tôi muốn tự thú. Có ai không? Tôi muốn tự thú. Tôi là kẻ giết người. Tôi muốn tự thú. Cảnh bộ, cảnh bộ ơi, cảnh bộ, tôi muốn tự thú. Tôi là người giết, tôi giết bà đi, tôi chôn ở góc vườn. Cảnh bộ ơi, tôi là người giết bà. Trần Ngọc Diệu là một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng với bản án 9 năm tù cho các tội danh cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bản án sơ thẩm. Sau hơn một năm cải tạo, Diệu thường xuyên gặp ác mộng từ hành vi giết người phụ nữ buôn ve chai trước đó. Sự ám ảnh đã khiến hắn không thể giữ lại cho riêng mình bí mật kinh hoàng này. Anh Diệu, anh làm gì thế? Tôi muốn tự thú ạ. Anh nhìn tôi. Kể cả cho con người đã có những hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhưng họ vẫn là một con người đôi khi có những góc khuất, thực sự ám ảnh mà bình thường có thể do đời sống hàng ngày, do những nhu cầu cuộc sống, những yếu tố quan hệ nó che lấp. Nhưng trong một khoảng lặng nào đó có thể người ta thức tỉnh. Và không phải tất cả những cái người mà phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ấy, họ đã mất hết nhân tính. Thấy trong giấc ngủ, thấy cái hình ảnh của bà trong giấc ngủ, tôi ám ảnh trong lương tâm, rồi tôi mới chịu nổi, tôi mới ra tự thú để cho người nhà cán bộ ở dưới này kịp tìm được xác trong lương tâm tôi khỏi cắn gứt. Trong quá trình được quản lý, được giáo dục, rồi là có thời gian, có điều kiện người ta tĩnh tâm lại, thì có nhiều người họ phản tỉnh, họ nhận thấy những cái điều mà ám ảnh trong cuộc đời. Ủa đây ông bạn ơi. Ai tôi bảo này, hôm nay uống là phải phê, uống là phải uống cho quên trời quên đất. Phê. Uống cho cái gì nhỉ? Ngược dòng thời gian, Diệu vốn là một thanh niên ham ăn chơi, rượu chè cờ bạc có tiếng tại nơi hắn sinh ra và lớn lên. Những canh bạc thâu đêm, những trận nhậu tối ngày đã khiến hắn trượt dài và dần trở thành một trong những kẻ bất hảo với bản tính khó đổi. Mới 15 tuổi, Diệu đã bị đưa vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp. Khi được tự do, Diệu tụ tập những phần tử xấu ăn nhậu, trộm cắp giặc và bị công an bắt và thụ án 10 năm tù giam vì tội hiếp dâm. Lênh láng cái tâm hồn, đâm! Lâu đi, toàn nói thôi. Nưa ra đi! Để tao cân ấp, nấp, đồng lề. Các chú là bé thôi để tôi còn bán hàng, chứ các chú là ở Mỹ làm sao bán được hàng nhỉ? Bà làm sao đấy hả? Bà uống bán hàng không? Ai? Bà bị điên à hả? Hôm nay bà ăn và bà chuột à? Hả? Thách thức bọn này à? Hả? Khách hàng còn chưa ăn xong, khách hàng còn chưa ăn xong bà đuổi à? Đuổi tách à? Bà đừng giỡn quá ra nhá. Đi đây bạn ơi. Giờ các chú tính tiền bà nhậu với tôi đi. Cái gì? Cái tiền gì? Hả? Tính tiền hả? Tính tôi đã ăn xong đâu? Đã ăn xong đâu? Chưa ăn đã đuổi khách rồi tính tiền làm cái gì? Tao không trả, làm sao? Thích gì? Hả? Tao quỳ đây! Đi về! Nói chuyện! Tiền! Đã không ít lần, Diệu muốn sống tốt, muốn kiếm một công việc đàng hoàng để đoàn tuyệt với quá khứ đầy lỗi lầm. Nhưng vì mang mát là kẻ đi tù về, Diệu không hòa nhập được với cộng đồng và trượt dài theo con đường tội lỗi. Diệu Nét à? Mày đâu đấy? Ai kia xem có việc gì làm hay làm vậy? Xem á? Làm gì? Người ông thì nát bấy như thế này, ăn cắp, hiếp dâm, mà ông bỏ tôi cho ông vào đây làm nữa. Thôi! Thôi! Anh làm gì mà căng thế nhở? Căng cái gì? Biến đi! Biến đi! Trai bán không?
Chú ơi, nhà chú có cái gì bán không? À, có mấy vỏ lon bia có lấy không? À, có. Đứng ngay chờ nhá. Đây. 4 cái. Chú ơi, có cái can kia chú có bán nốt cho tôi không? Ừ. Còn đôi ủng có lấy nốt không? Có. Đây, hết rồi đấy, chỉ có thế thôi. 9 cái lon. Khoảng tháng 4 năm 2014, Diệu khờ khưởng đi về nhà sau chầu nhậu cùng bạn thì gặp bà Nguyễn Thanh Hương, ngụ tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đến hỏi mua dây chai. Diệu gọi bà Hương vào bên hông nhà để chỉ chỗ bán dây chai. Tại đây, gã trai bất hảo đã nảy sinh lòng tham khi thấy bà Hương có đeo trang sức quý trên người. Sẵn có hai men, Diệu đã làm một việc tàn ác, cướp đi mạng sống của bà Hương nhằm chiếm đoạt tài sản làm của nạn nhân. Sau đó kéo xác bà ra bờ kênh gần nhà chôn xác. Hắn cũng không quên phi tang chiếc xe đạp của nạn nhân xuống khúc sông vắng vẻ nhằm xóa mọi dấu vết, bịt mọi đầu mối nếu cơ quan chức năng có điều tra việc bà Hương bị mất tích. Khoảng 9 giờ nhậu về nhà, trong nhà không ai, rồi mở cửa gào ra thì vô nhà tivi coi, rồi bà dì trai bà đi ngang qua nhà bà hỏi nhà có đồ dì trai bán không, thấy trong rồi đang không có tiền rồi kêu bà ra vô bán cái đồ dì trai. Bà vô thì dắt bà ra sau nhà tuổi cho bà chỉ bà vô rồi đồ dì trai đứng ngoài, thấy bà trên tay bà có đeo vàng với đôi bông tai, đi lại sau lưng, sau lưng bà chụp tay khỏe, sau lưng để xuống đất, thấy gỡ bông tai với vàng, rồi nếu như bà ra chạy tôi bà la lên thì chạy theo câu khổ mà kéo lại với sợ người ta phát hiện. Mấy chiếc cổ bà xỉu, tôi bỏ bà đó, nằm đó, tôi vô nhà coi TV tiếp. Rồi một lát sau tôi trở ra thấy bà nằm, cũng nằm bất động. Đầu khoảng 11 giờ mấy đó, là đi đó, là tới chiều khoảng chừng 4 giờ chiều, 4 giờ mấy, là vợ tôi có điện cho mẹ tôi mà điện không có được, là điện thoại bị thuê bao. Rồi xong rồi bữa đó là tôi đi mấy bên Sóc Kha đi chơi bển, rồi vợ tôi mới điện cho tôi, rồi tôi mới điện lại ngược lại cho mẹ tôi, rồi điện cũng không có được. Có những đối tượng mà nghiện rượu không làm chủ được thì đi hiếp dâm. Đối tượng nghiện rượu không làm chủ thì có thể trong lúc không làm chủ thần kinh có thể đánh người vì những mâu thuẫn nhỏ, và cũng có thể họ sẵn để phục vụ những nhu cầu của họ, để trong cái chuyện là thỏa mãn cái việc rượu chè cờ bạc hay là tệ nạn của họ, nghiện ngập của họ, thì họ sẵn sàng đi ăn cắp, ăn trộm, cướp giật. Vì đấy chính là một quá trình hình thành nhân cách một cách tiêu cực.
khi mà cái những yếu tố đó nó càng nhân lên và không được ngăn lại và được nhân lên thì hành vi phạm tội chỉ là thời gian. Bởi vì lòng tham nó vốn có sẵn ở trong mỗi con người. Số vàng của nàng Như Diệu đem bán được 4,2 triệu đồng. Hết tiền, Diệu đón xe đi Vũng Tàu và Lâm Đồng làm thuê. Đây ở đâu? Bên cuối rồi. Bên cuối là ở đâu? Lâm Đồng. Cho tôi xuống. Bác Tài dừng xe nhá. Tài đi bác ơi. Dạ thú thật với ông bà chủ là tôi có người mách. Ở đây là ông bà chủ tốt tính và đang thiếu người làm. Dạ vâng. Công việc cũng chỉ có vậy thôi mà. Mà anh đến đây cứ tập nhiều và sẽ quen công việc. Lúc đầu anh cứ theo hai vợ chồng chúng tôi. Vợ chồng tôi làm gì thì anh cứ làm theo như thế là được. Dạ, dạ, thưa, vâng. Thưa ông bà chủ ạ. Vâng. Ông bà chủ gì tụi tôi? Nông dân không à? Anh gọi thế, khó nghe lắm. Dạ. Công việc của anh hàng ngày là tưới cây, rồi bón phân, quét dọn vườn tược, cắt cỏ. Lúc nào xong thì về nấu cơm, vậy thôi. Đấy, công việc của anh chỉ có như thế thôi, anh có đồng ý không? Không, không. Sao anh thì không? Anh vừa nói gì ạ? Ôi giời ơi, vợ chúng tôi nói thế mà từ nãy giờ anh không nghe gì ạ? Dạ, dạ. Sao? Dạ xin lỗi ông bà chủ là. Sao ông bà chủ vừa nói gì ạ? Ông chủ vừa nói gì ạ? À, chúng tôi nói từ lúc nãy mà anh không nghe à? Vợ chồng tôi sẽ đồng ý nhận anh. Tại Lâm Đồng, Diệu lấy tên giả là Nguyễn Ngọc Hiếu, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cùng lý lịch trích ngang, nhà nghèo không đất canh tác, cha mẹ mất, vợ theo tình nhân nên buồn đời bỏ xứ. Nghe hoàn cảnh của Diệu nói quá đáng thương. Vợ chồng một chủ vườn cà phê ở huyện Lâm Hà đã nhận Diệu vào làm công và lo chỗ ăn ở cho hắn. Anh yên tâm, ăn thì anh ăn cùng vợ chồng chúng tôi, ở thì có cái láng ngoài vườn. Anh ở tạm đấy một thời gian, ngày mai anh bắt đầu đi làm nhá. Dạ ngày mai ạ. Dạ, dạ cảm ơn ông bà chủ. Ngày mai anh làm luôn đi. Dạ. Không. Làm đã quen công việc ở đây chưa? Dạ, cũng quen rồi chị ạ. Lúc nào mà lấy được lương, nhớ khảo vợ chồng tôi nghe.
Tuy nhiên, với bản tính lưu manh khó đổi, trong một lần làm việc, Diệu đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp người vợ của chủ vườn cà phê, song bất thành. Hắn đe dọa trói tay chân nạn nhân lại, bịt miệng nạn nhân rồi cướp tiền vàng, điện thoại, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi chưa kịp lẩn trốn, hắn đã bị người chồng phát hiện và truy hô người dân đuổi bắt. Anh cho em mượn cái xe, em chở cà phê cho chị với. Đây, chị quán đây. Vâng, em cảm ơn. Đi cẩn thận đấy nhá. Vâng. Đường khó đi lắm đấy. Cướp bà con ơi, cướp. Nó cướp nhà tôi, cướp. Trong quá trình chạy trốn lại tiếp tục gây ra các vụ án khác. Và trên hành trình chạy trốn đó thì tội lỗi của các đối tượng lại chồng chất lên. Bởi vì cái mạch tư duy lớn nhất của các đối tượng chính là gì? Che giấu được những hành vi phạm tội của mình. Làm sao không để bị các cơ quan điều tra và quần chúng nhân phát hiện. Thứ ba là có các điều kiện vật chất, về thời gian, về vật chất và các điều kiện khác để đảm bảo cho cái việc chạy trốn của mình, trốn tránh của mình, rồi cái sự che giấu tội lỗi của mình một cách thuận lợi nhất. Lý do tại sao anh khai ra vụ án giết người này? Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Hai năm qua, ngày nào bà ta cũng ám ảnh tôi. Ngay cả trong giấc ngủ, tôi tỉnh giấc, tôi cũng nhìn thấy bà ta. Tôi phải khai, tôi không thể chịu đựng được cảnh này mãi được. Nếu anh khai ra vụ án này, có thể dẫn anh đến mức án cao nhất không? Tôi hiểu cho cán bộ. Cuộc sống của tôi khi đang thụ án 9 năm tù về tội danh trên tại trại giam Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng, Diệu thường xuyên gặp ác mộng nên đã đến gặp cán bộ trại giam tự thú nhằm thoát khỏi sự ám ảnh về hành động thú tính cướp đi mạng sống của người buôn ve chai vô tội trước đó. Nếu bây giờ tôi đưa bức ảnh của nạn nhân, anh có thể nhận ra chứ? Tôi nhận được, tôi chắc chắn tôi nhận được khuôn mặt ấy, mà tôi không bao giờ tôi quên được. Hai năm qua. Được, đây không phải nạn nhân không? Mặc dù có thể họ khai ra thêm tội lỗi, những hành vi phạm có thể bị trở nặng, nhưng dẫu sao về mặt tinh thần, về mặt ý thức, người ta cảm thấy người ta giảm bớt đi những ám ảnh. Và cũng có thể đó cũng là một phần mà người ta có thể chuộc lại một cái gì đó, nó lỗi lầm quá nghiêm trọng. Người ta tự tìm lại mình, đánh thức được những phẩm chất con người, tốt đẹp con người. Như bản thân chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều cái đối tượng phạm tội, trong đó kể cả những người bị phạm tội rất nghiêm, đặc biệt nghiêm trọng, lãnh án đặc biệt cao như là tử hình hoặc chung thân. Nhưng trong một giờ phút nào đó họ đều nói những điều nếu cho họ được làm lại, họ sẽ làm người tử tế. Vì vậy chúng ta phải tin vào những điều đó. Và bởi thì sai lầm của họ có thể rất khó khắc phục, nhưng bản chất con người ta thì họ vẫn có lúc muốn làm người lương thiện. Và đấy chính là một trong nét mà chúng ta muốn khơi dậy để không chỉ những người đang thụ lý án mà kể cả những người mà chưa hoặc đang thực hiện tội phạm hoặc là những cái người bình thường, chúng ta phải luôn luôn nhớ những cái điều đó, thúc đẩy điều đó để làm điều tốt đẹp hơn. Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc Diệu phạm tội cướp tài sản và giết người, áp dụng điểm C khoảng 2 điều 133, điểm G khoảng 1 điều 93, điểm B, điểm U khoảng 1, khoảng 2, điều 46, điều 35, bộ luật hình sự năm 1999, điểm X khoảng 1, điều 51, bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Trần Ngọc Diệu 7 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là tù, tử hình.